Xin chào quý cô bác cùng tất cả anh chị mình nha. Kênh Nhà Đất Hồng Ngự hôm nay sẽ gửi đến quý cô chú anh chị mình một cái lô đất vườn của anh chị 19 công nha, nằm ở mương số 7 nè. Chỗ này nè quý anh chị, đây đi vô ha. Ở đây em đang đứng là con đường tỉnh lộ 954, 954. Thì ở đây là số 7 cách thị xã Tân Châu mình, cách chợ Tân Châu mình là 7 cây số ha. Hướng này là mình về chợ Tân Châu nè quý anh chị ha. Xuống tới đây là 7 cây số. Thì ở đây mình đi vô khoảng là 500m là tới lô đất vườn của anh chị. Thì 19 công. Ở đây đây có cái nhà máy xây lúa An Hòa nè. Đó. Thì ở đây hiện tại đây cũng có một cái kho đang cho thuê. Ngang 17 hả? Ngang 19 dài 53 ha. Thì đây cần cho thuê kho. Nếu anh chị nào có đến đây thuê thì gặp chủ đây luôn nha. Để em quay lại gần gần chút. Đó, số điện thoại để liên hệ thì 0918358288, gặp anh Tùng nha. Đó. Thì ở trên trên chợ Tân Châu á, mình chạy xuống đây là 7 cây số quý anh chị, tới mương số 7 nè. Ha, thì gặp cái kho nhà máy xây lúa nè. Đó, anh Tùng đang cho thuê đấy ha. Còn hướng này là mình về Phú Tân nha. Phú Tân. Ha. Thì lô đất vườn đó quý anh chị thì đang hiện tại đang trồng xài nha. Trồng xoài và mãng cầu nè, rồi mít nữa đó, trồng xoài mít rồi cái gì nữa, và cũng nhiều lắm quý anh chị. Nói chung là để lát cho trọng đi ha, để cho mình quay cho mình thấy thực tế hơn, bữa đó nói rồi quên rồi. Thì từ đường tỉnh lộ 954 nè, mình đi vào là khoảng là 500m thôi quý anh chị đó, 500m nhà mặt tiền phải nói là dài như cầu Bình Triệu luôn quý anh chị đó. Thì mời quý anh chị mình cùng em đi vô trong nha, để tham quan lô đất nha. Thì đây có địa chỉ là xã Long Hòa, thị xã thành là Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang mình ha. Đó. Thì đây nó giáp trên với Long Sơn đó quý anh chị. Em quay vô một đoạn thôi nha, đã vô khoảng chừng đây nó hết đường đan nè. Nó tới cái đường đất ta đang làm chuẩn bị làm đan đó quý chị, có xe nè ha. Nếu bây giờ nó hơi rung, nó hơi khó coi thì em tạm ngừng nha. Chút xíu tới đất vườn của mình quay nữa, quay tiếp ha. Đó, mình đã đến được lô đất quý anh chị. Đây này. Mình đi qua cái mương này nha, đi qua cái mương này. Đó, lô đất thì có luôn cái căn nhà cấp 4 mini đây ha. Đó. Từ bên đây nè quý anh chị, từ bên cái hàng rào này nè, từ bên dành bên hàng rào để mình qua bên đây quay. Đó, ở đây có cái đường bờ nè ha, từ ganh nè, đó thẳng ra túc ngoài sau đó ha. Đây hiện tại bên đây thì đang trồng mít nè, đó đang trồng mít, để mình vô đây coi. Đang trồng mít nè, hiện tại thì mít cũng đang cho trái quý anh chị nè, trái mít to to gì không nè. Có luôn những cái vàng tưới nè ha, những vàng tưới tự động nè. Ở đây thì là mãng cầu nè ha, mãng cầu mít và mãng cầu sang kẻ nè, còn có những cây mai nữa nè, mít đang cho trái nè quý anh chị ha. Rồi đây thì mít và mãng cầu sang kẻ. Rồi mình đi ra phía trước ha. Đó. Lô đất thì giáp mặt tiền là giáp cái mương nước này của anh chị là 142m phải không? À, giáp cái mương nước này là của anh chị theo cái đất mình á. À, dài như là 142m. Đó. Đây nè. Đây thì những cây dừa này nè, những cái dừa này là của chủ đất luôn ha. Tiền nữa mình mua là mình được sử dụng hết luôn ha, tới mấy miếng này luôn nè. Đó, dài lắm quý anh chị, 142m. Mà có 19 công à. Mặt tiền dài hơn cầu Bình Triệu nữa. Đó, cái này là mình sẵn ổ là mình lót luôn đúng quý anh chị. Thì em cũng báo giá luôn nha, một công á,
một công là chủ người ta kêu bán là một công 420 triệu nha, còn thương lượng đó. Nhưng mà quý anh chị nào có khả năng mua tầm 5 công đó đủ lên thì chủ người ta sẽ bán nha. Ví dụ 5 công mình có tiền mua đủ 5 công thì chủ người ta bán 5 công cho mình đó, còn mua ít quá thì chủ người ta không có bán nha quý anh chị lưu ý nha. Đó, một công 420 đó, thì đây là đang mít này, bên đây mít này còn nhỏ nè, vú sữa nè ha, vú sữa bên đây thì bưởi nữa nè. Nói chung trồng nhiều loại cây đấy để cho mình thu hoạch, giống như là hình như là có trái đều đặn á. Đây bưởi nè, bưởi trong kia là vú sữa nữa. Bên kia thì người ta chuẩn bị làm đường ranh vừa xong. Ở đây thì gần cái mương nước thì tiện cho quý anh chị mình á, tưới tiêu nè, khá là hấp dẫn. Ở đây thì chủ người ta cũng gắn một cái lọt nước bơm tự động nè. Đó, bên đây thì mít nè. Bên đây mít nữa nè, mít đang cũng đang cho trái nè, tới xài nè quý anh chị. Xài nè ha. Xài. Vô nguyên khu vườn xài luôn nè. Đặc biệt lô đất này nó đặc biệt có cái là nó không có mồ mả chung quanh hết trơn quý anh chị, im lắm. Vô tới lô đất là mình thích liền, tại vì nó có 19 công mà mặt tiền nó tới 142 mét là quý anh chị. À, mỗi một con đất thường thường là 10 mét là khiếp lắm quý anh chị. Mã này tới là có 19 công à, mà 120 mét đó, 142 mét chứ xin lỗi. Nó dày lắm quý anh chị, mặt tiền im lắm nó ha. Này xài đang cho trái nè, trái bự bự không nè. Đó. Em thì không biết xài này kêu bằng xài gì nha. Bữa hổm có hỏi mà chắc quên. Không biết xài này xài gì nữa. Nè. Đó, xài đang cho trái nè. Thì bữa đó anh chủ cũng có nói là bao nhiêu gốc xài đó mà em quên. Thì hôm nay đi quay thì không có anh chủ hả, cho nên là không có nhớ ha. Thì bây giờ thì em trên video thì em làm ngắn gọn ha, để cho quý anh chị dễ hiểu. Thì trên đất á, 19 công thì trong đó có trồng xoài nè, trồng mít nè, trồng cây mãng cầu nè, là trái na quý anh chị, cây mãng cầu ha. Ở đây miền Nam thì gọi là mãng cầu, mãng cầu ta, còn miền Bắc thì gọi trái na ha. Đó, cái này là mình mua vô là mình có thu hoạch luôn đúng không anh chị ha. Thì hiện tại chủ người ta đang cần bán gấp quý anh chị đó, thì quý anh chị nào thiện chí thì mình đến xem đất nha, xem đất rồi mình thương lượng về giá quý anh chị. Là nó còn mệt xa lắm quý anh chị đó, em ngồi xuống quay nữa ha. Rồi em xin nhắc lại địa chỉ thửa đất nha. À, thửa đất là địa chỉ là xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang mình, giáp danh với phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang ha. U xài này ở trong ruột nó màu vàng hết ta. Nè nó còn xanh mà nó con chim con gì nó ăn nó rụng nè. Rụng xuống nè, ruột màu vàng. Lá xài xài sò keo sao? Xài keo đâu trái đâu bự dữ à. Rồi, tổng diện tích là 19.000 mét vuông ha quý anh chị. Một mét vuông là 1.000 mét vuông, 1.000 mét vuông đi, 1.000 mét vuông thì nó là 420 triệu nha, một mét vuông thì 420.000. Đã lên vườn sẵn ổ là lót luôn, đẻ luôn. Rồi video đến đây thì cũng hơi dài, thì em xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo nha.
Nếu có đất vườn, đất nền nhà, đất hay là nhà gì đó cần bán á, thì em sẽ review lên cho quý chị xem nha. Quý chị nào chưa đăng ký kênh thì cứ đăng ký kênh của anh chị, không có tốn tiền đâu. Nó bấm vô cái chuông á, mình đăng ký tất cả video. Còn nếu quý chị nào mà muốn biết về đất á, ở thị trường á, thì quý chị bấm vô cái hình đại diện của em á quý chị, hay là bấm vô là kênh nhà đất Quyền Hồng Ngự, nó là nó sẽ lên nha. Nó đó, nhà đất Quyền Hồng Ngự lên lên sẽ lên kênh của em, bấm vô hình đại diện của em đó quý anh chị. Quý chị bấm anh chị xem nha. Còn mấy quý chị bấm vô cái tìm kiếm á, là để là bán nền nhà Quyền Hồng Ngự hoặc bán nền nhà thị xã Tân Châu đó, hoặc là bán nền nhà thành phố Hồng Ngự thì nó sẽ hiện lên để quý anh chị vô xem nha. Còn nếu mà muốn vô xem mà nó để cho nó nhiều quá, để anh chị biết nhiều hơn á, thì quý anh chị bấm vô cái hình đại diện của em á, cái ảnh đại diện, ảnh avatar đại diện đó, thì quý anh chị sẽ bấm vô đó là nó sẽ hiện lên tất cả những cái gì, là nói chung là cái trang của em đăng từ xưa giờ ha, thì nó sẽ hiện lên hết quý anh chị xem đó. Quý anh chị mua hoặc bán thì liên hệ qua em ha, để mình tham khảo giá ha quý anh chị. Đó, tham khảo giá đây là thì những video em đăng đó, thì quý anh chị có đắt gần gần đó, quý anh chị cũng cũng dễ hình dung ra, và quý anh chị cũng dễ làm, dễ bán và dễ mua ha. Thì video đến đây thì em xin kết thúc. Quý anh chị nào có nhu cầu mua thật sự thì liên hệ qua số điện thoại 0397037099 để gặp nhau, mình gặp nhau để xem tài sản và thương lượng trực tiếp chính chủ của quý anh chị đó. Thì bên em sẽ làm môi giới, thì bên em sẽ nhận tiền qua hồng bên cái người chủ bán, còn quý anh chị là không có nhận tiền nha đó. Quý anh chị không có mắc cái gì hết rồi, cho nên là quý anh chị cứ thoải mái vô tư để đến đây gặp em để mình giao dịch theo quý anh chị, chứ không phải là qua qua bên em rồi khi đến xem đất rồi quý anh chị không được gặp chủ đâu, gặp chủ thoải mái hết nha đó. Bây giờ em bán nhận tiền qua hồng bên chủ mà đó, thì quý anh chị nào có mua thì ủng hộ em nha quý anh chị đó. Bây giờ em sẽ kết thúc nha, chào tạm biệt quý anh chị.